Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, động viên của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 193 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, lúc bấy giờ Thanh Huyền lão tổ ha ha cười lớn, giọng nói ầm ầm vang truyền khắp nơi. Thái hư thần tứ là nghĩa tử lão gia nhà ta thu nhận. Lão gia nhà ta cả đời không gần nữ sắc, thanh tịnh vô vị, không màng đến con cái. Người giết thái hư thần tứ, lão gia nhà ta cũng chỉ cho rằng thắng bại sinh tử đều đã có số mệnh quyết định rồi. Vì vậy ngươi không cần lo lắng, lão gia nhà ta tìm người báo thù. Diệp Húc lúc bấy giờ ánh mắt chớp động cười nói: Ồ, nếu Thanh Huyền lão tổ không phải đến tìm Diệp Mỗ để báo thù, vậy tại sao lại muốn cản đường đi của Diệp Mỗ vậy? Lão gia nhà ta nói, người giết chết nghĩa tử của ngài thì bắt buộc phải trả lại cho ngài một nghĩa tử khác. Thanh Huyền lão tổ ha hả cười nói: Diệp phù chủ, người theo ta đi Thái Hư thần phủ bái kiến nghĩa phụ đi thôi. Diệp Húc đứng nhìn chố mắt, móc móc lỗ tai, hoài nghi bản thân có nghe nhầm hay không. Thanh Huyền lão tổ cười nói: Trong đường thế hiện nay, có biết bao nhiêu người khóc lóc muốn bái lão gia nhà ta làm nghĩa phụ, nhưng lão gia nhà ta đến nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đến một cái. Diệp thiếu bảo, đây chính là thiên đại tạo hóa của ngươi. Ngươi đắc tội với chư thiên thần vương, tính mạng nguy ngập, khó bảo toàn. Nhìn có lão gia nhà ta làm hậu thuẫn, thì trong đường thế hiện nay, có kẻ nào dám động đến ngươi nữa không? Diệp Húc chớp chớp mắt, giờ khóc giờ cười. Trước đó không lâu, hắn còn là một tên ác ôn tiếng xấu vang xa, bị người ta đuổi giết khắp nơi. Nay lại được thiên hậu phong làm quang chính đại phu, sau khi được xóa tên trên bảng truy nã lại biến thành một chiếc bánh ngon. Thậm chí ngay cả thái vương, thái hư thần vương cũng muốn lôi kéo hắn, không tiếc nhận hắn làm nghĩa tử. Chẳng lẽ thái hư thần vương cũng nghĩ giống như tạo hóa thần vương, đều thấy ta có vẻ ngoài giống vị tồn tại khấm kỵ kia nên có ý muốn lôi kéo ta hay sao? Diệp Húc thầm suy tính ở trong đầu. Thanh Huyền lão tổ nói thái hư thần vương không màng danh lợi, thanh tịnh vô vị, hắn nửa chữ cũng không tin. Nếu như thái hư thần vương thật sự không màng danh lợi thì đã không phái thái hư thần tử gia nhập Ngọc Hư Cung giám sát nhất cử nhất động của thiên hậu, cũng sẽ không bởi vì thái hư thần tử chết đi mà nhận hắn làm nghĩa tử. Thái hư thần vương bậc cao nhân này chẳng lẽ không biết đạo lý lục đạo vỡ vụn, không một ai có thể chuyển sinh sống đến kiếp thứ hai hay sao? Ngay cả người mạnh như Nguyên Thủy Thiên Vương nắm giữ mảnh vỡ lục đạo luân hồi ở trong tay cũng không thể sống đến kiếp thứ hai, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Ta chính là ta, làm sao có thể là kiếp sau của người khác được? Diệp Húc nghĩ đến đây, chắp tay cười nói: Thanh Huyền lão tổ xin thứ lỗi cho, Diệp Mỗ là môn hạ của thiên hậu, thân làm Ngọc Hư phủ chủ, quang chính đại phu, quyền cao chức trọng, không quen đi làm con nuôi của người khác. Thiên hậu sao? Thanh Huyền lão tổ cười lại một tiếng, đột nhiên đạo vận kịch liệt thu nhỏ ngưng tụ, hóa thành một hình người, lưng hùm vai gấu, toàn thân xanh đen, đỉnh đầu mọc ra một cái sừng nhọn hoắt. Ha ha kiểu lớn nói: Thiên hậu, cái ả đàn bà này chẳng qua chỉ là một con gà mẹ không biết đẻ trứng, suốt ngày líu díu cũng học đòi gái như gà trống, dã tâm hừng hực, ý đồ tự lên làm đế, sớm đã gây nên sự bất mãn cho các chư thiên thần vương khác rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chư thiên thần vương ẩu đả tới chết mà thôi. Người ủng hộ cho thiên hậu chính là chống đối lại chư thiên thần vương, cộng thêm việc ngươi có thù với chư thiên thần vương, lẽ nào ngươi lại thấy cái chết đến quá chậm hay sao? Diệp Húc thản nhiên nói: Ta nhận thái hư thần vương làm cha nuôi, lẽ nào hắn có thể thay ta cản cơn thịnh nộ của các thần vương khác ư? Nếu như hắn không ngăn được thì ta việc gì phải nhận hắn chứ? Thanh Huyền lão tổ sắc mặt cứng ngắc. Thái hư thần vương mặc dù thần thông quảng đại, có thể chống cự lại công kích của một hai tôn thần vương, nhưng nếu như chống đối lại với chư thiên thần vương thì lại hoàn toàn không thể. Diệp Húc khẽ chắp tay thản nhiên nói:
Thanh Huyền lão tổ, người nếu như không còn việc gì nữa thì bản phủ xin cáo từ. Người không thể đi. Thanh Huyền lão tổ đột nhiên giơ tay lên chặn chiếc bảo liễn, ôm mồm lên tiếng nói: Ta phụng mệnh lão gia đến đây đưa ngươi đi Thái Hư thần phủ. Người nếu như không đi, há chẳng phải là khiến ta không thể quay về phụng mệnh hay sao? Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta về. Nếu không đi, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, đem trói ngươi lại mang về. Diệp Húc giận tím mặt nói: Ta mới chỉ nghe nói qua cướp hôn, bức người làm vợ, chứ chưa nghe nói qua ép buộc người khác nhận cha nuôi. Cái con trâu chết này, ngươi đừng có ép người quá đáng như vậy. Thanh Huyền lão tổ cười gằn, thò cẳng tay ra, nắm chặt lấy tay của hắn, cơ bắp nổi lên, hắc hắc cười nói: Diệp thiếu bảo, đã nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Diệp Húc cố nén cơn giận, nghi ngờ nói: Nhìn thấy cái gì? Thanh Huyền lão tổ dương dương tự đắc nói: Nắm đấm của ta to hơn ngươi, cánh tay của ta thô chắc hơn ngươi, thân thể cường tráng hơn ngươi, ngươi dám phản kháng hay sao? Diệp Húc tâm niệm vi động, Si Thiên Ma Tổ ầm ầm xuất hiện, cười lạnh mà nói: Thanh Huyền lão tổ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Hai con ngươi trong mắt Thanh Huyền lão tổ thu lại, nhìn thẳng vào Si Thiên Ma Tổ, ha hả cười nói: Một tên ma thần thật là cường tráng, có điều ta lại thích cường tráng, như vậy đánh nhau mới là thú vị. Đáng tiếc, hắn chỉ là một kẻ chết rồi, sau khi bị ngươi luyện thành hóa thân ngoại hóa thân, thực lực kém xa so với khi còn sống. Nếu như là lúc hắn còn sống thì còn có thể tranh phân cao thấp với ta. Diệp thiếu bảo, cho dù có thêm tôn ma thần này, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Thực lực của hắn quả thật không hề thua kém Si Thiên Ma Tổ khi còn sống. E rằng ta thật sự không phải là đối thủ của hắn. Không biết ta tiết khởi hỗn nguyên kiếm đấu thì có thể thu tên Thanh Hủy này vào bên trong, tiêu diệt tu vi toàn thân của hắn ta hay không đây. Diệp Húc trong lòng ngấm ngầm tính toán: Nếu như có thể bắt được con trâu này để hắn kéo xe cho ta, làm thú cưỡi cho ta, chắc sẽ vô cùng oai phong, còn oai phong hơn nhiều so với cưỡi con phá cầu kia nhiều. Hai người đang đồng thời suy tính, đột nhiên trời đất bỗng trở nên yên tĩnh, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mặt biển không còn một gợn sóng. Thời gian tự hồ đã dừng lại ở một khắc yên lặng này. Thanh Huyền lão tổ cùng Diệp Húc đều chột dạ, chỉ cảm thấy hư không bị một luồng năng lượng mạnh mẽ cực đoan ngưng tụ, bầu trời hóa thành một chiếc lồng giam khổng lồ bao vây lấy tất cả. Diệp thiếu bảo, không ngờ rằng ngươi lại thần thông quảng đại như vậy. Thanh Huyền lão tổ lộ ra vẻ mặt nao núng, đột nhiên ha hả cười nói: Như vậy mới thú vị, nếu không lão tổ ta ra tay, ngươi lại yếu như một con gà con, đánh ngươi tàn phế cũng không có chút cảm giác gì cả. Diệp Húc lắc đầu nói: Không phải ta, ta đâu đã có pháp lực bậc này. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang dậy, liền thấy hư không nứt vỡ, một cánh tay để lông từ trên trời giáng xuống, hung hăng chụp về phía hai người. Cánh tay lông lá xồm xòm này rõ ràng là tay của người, năm ngón tay hạ xuống giống như năm chiếc thiên trụ, bao lấy hư không vạn dặm, giam cầm hư không bên trong, đem đám người Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ nhốt hết lại. Chỉ thấy phía trên năm ngón tay kia phủ đầy thần văn huyền ảo kỳ diệu, còn giữa lòng bàn tay thần văn giống như hoa văn thương thiên, mỗi một đường hoa văn rộng lớn hùng vĩ vô cùng. Cánh tay này rõ ràng là cánh tay của thần vương. Yêu thần vương sao? Thanh Huyền lão tổ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi kêu lên một tiếng, đột ngột hiện ra nguyên hình, giống giận một tiếng, khí huyết dồi dào đến cực điểm, không trung trong nháy mắt dường như xuất hiện một biển máu đỏ rực mênh mông rộng lớn, sục sôi cuồn cuộn, biển rộng gào thét. Thanh Huyền lão tổ rít gào, lỗ mũi phun khói, cúi đầu đánh về phía cánh tay kia. Yêu thần vương, ngươi cùng ta không thủ không oán, vì sao lại ra tay sát hại đây? Sao? Yêu thần vương của yêu thần cung sao? Diệp Húc lập tức hiểu rõ, chính hắn đã bắt giữ bát đại đệ tử của yêu thần cung, lôi bọn họ đi làm chân kéo xe. Chuyện này chắc chắn đã truyền đến tai của yêu thần vương, gây ra cơn đại nộ của yêu thần vương, nên hắn mới vượt cả thiên sơn vạn thủy ra tay với Diệp Húc. Thần vương ra tay quả thực không giống với người thường, có điều yêu thần vương chắc chắn không ngờ nổi Thanh Huyền lão tổ lại đang ở bên cạnh ta. Thanh Huyền lão tổ chắc chắn cũng không ngờ rằng người yêu thần vương muốn đối phó là ta, hắn chẳng qua chỉ là bị liên lụy vào thôi. Thanh Huyền lão tổ húc trúng lòng bàn tay của cánh tay này, chiếc sừng trên đỉnh đầu răng rắc một tiếng liền đứt gãy, khiến con trâu này bị chấn đến hộc máu, bay ngược trở về, ùm ùm một tiếng rơi ngay xuống biển, dấy lên một làn sóng cực lớn. Chiếc sừng của hắn chính là nơi kiên cố nhất, được hắn luyện chế thành bảo vật, uy lực vượt qua hầu hết các loại tổ binh, nhưng đối diện với cánh tay này lại có vẻ vô cùng yếu ớt.
cánh tay của yêu thần vương thoáng dừng lại, chỉ thấy Thanh Huyền lão tổ lại lập tức phóng lên trời cao, hóa thành hình người cao cả trăm trượng, tay cầm hai thanh lang nha bổng hung hăng thúc vào đầu ngón tay của yêu thần vương. Thanh Huy, người muốn chết sao? Cư nhiên dám đối đầu với bản tọa. Giữa không trung truyền đến một tiếng cười, âm thanh vô cùng lớn, phẫn nộ dị thường. Chỉ thấy bàn tay của yêu thần vương đột nhiên dùng sức bóp chặt, năm ngón tay nhất loạt chụm lại giữa không trung, tính toán bóp chết Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ. Hẳn là yêu thần vương bị Thanh Huyền lão tổ chặn lại một kích kia, trong lòng càng giận dữ hơn, nổi lên ý muốn diệt trừ hắn. Yêu thần, người muốn giết lão tử, lại còn nói lão tử chống đối lại người sao? Thanh Huyền lão tổ cũng nổi giận, huy động pháp lực toàn thân, dồn vào hai bộ tổ binh, hung hăng nện vào đầu ngón tay của yêu thần vương. Tiếc rằng sức mạnh chứa trong năm ngón tay của yêu thần vương quả thực quá đáng sợ, đã làm tiêu hao hết năng lượng của hắn. Năm ngón tay tiếp tục bóp chặt, ép đến hư không trùng trùng điệp điệp, hình thành không biết bao nhiêu khoảng thời không chồng chất với nhau, đọng lại cùng một chỗ, giống với cảnh tượng Diệp Húc thôi động Ngọc Lầu tiêu diệt vô số cao thủ của Thiên Kỳ Doanh. Đây chính là sức mạnh của thần vương, đem thiên địa đại đạo nắm ở trong lòng bàn tay, chí đại, chí vĩ, phi nhân, vua của thần minh. Chỉ riêng những khoảng thời không chồng chất này cũng có thể dễ dàng xé nát một tôn vô tổ. Cũng may Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ đều không phải là người thường, thân ở ngoài một khoảng thời không khác, nên không có gì e ngại. Thân thể hai người cường mạnh không gì địch nổi, mặc dù chưa bằng thần vương nhưng đều có thể được coi là thân thể ma thần, dư âm thần binh dĩ nhiên không thể chấn vỡ bọn họ. Thanh Huyền lão tổ, để ta giúp ngươi một tay. Diệp Húc đột nhiên vươn người lao lên vai của Si Thiên Ma Tổ, vứt tay áo lên thu hồi đám người Hắc Thiên Ma Tôn cùng Bảo Liễn vào trong Ngọc Lầu, tiến lên song song cùng với Thanh Huyền lão tổ, toàn lực thôi động Si Thiên Ma Tổ. Chỉ thấy ba đầu của Si Thiên Ma Tổ điên cuồng gào thét, tám cánh tay giơ ra đồng loạt oanh kích đầu ngón tay của yêu thần. Si Thiên Ma Tổ khi còn sống cũng là một tôn vu tổ cường mạnh cực điểm, chỉ thua kém thần vương. Nay được Diệp Húc toàn lực thôi động, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm, khí hết quanh người tôn ma thần này cuồn cuộn giống như biển rộng sục sôi, long trời lở đất, gần như đã tái hiện trạng thái toàn thịnh của tôn ma thần này khi còn sống. Mà thực lực của Thanh Huyền lão tổ so với Si Thiên Ma Tổ lại còn mạnh hơn, hai cao thủ chỉ xếp dưới thần vương cùng gầm giống rít gào, cuối cùng đánh cho những ngón tay này bắn lên khai thông hư không, bị thần vương giam cầm. Thanh Huyền lão tổ vốn nghĩ rằng phen này cầm chắc cái chết, thấy được cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng khôn xiết, chạy lên sánh vai cùng Diệp Húc, nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của bàn tay yêu thần, ha ha cười nói: làm tốt lắm huynh đệ, chúng ta chia nhau ra trốn, yêu thần vương không thể lo được cả hai phía, sẽ không thể một mẹ bắt hết chúng ta được. Diệp Húc theo sát bên cạnh hắn như hình với bóng, cười nói: huynh đệ đồng tâm, lợi lộc cùng chia, chúng ta nếu như chia ra chạy rất dễ dàng bị yêu thần đánh chết từng người một, cùng với nhau nếu như gặp nạn thì còn có thể thay nhau chống đỡ được. Lão đệ, ta vốn dĩ không vừa mắt với ngươi, còn định đánh gãy chân ngươi, lại muốn bắt ngươi đến Thái Hư Thần Phủ, vậy mà ngươi vẫn trượng nghĩa như vậy. Thanh Huyền lão tổ hổ thẹn không thôi, ấp úng nói: Thanh Huyền huynh nặng lời rồi, mọi người đều là bạn cùng đường, sao phải khách khí chứ. Diệp Húc chớp chớp mắt, trong lòng cũng hổ thẹn vạn phần. Ta nếu như đi cùng ngươi mà tách ra, yêu thần chắc chắn sẽ toàn lực truy sát ta thôi. Nhưng nếu ở cùng với ngươi, ngươi cũng có thể giúp ta gánh vác một phần kia. Ái tử của yêu thần vương chết trong tay Diệp Húc, ái đồ Thiên Yêu Đế Thính cùng đám người Hồng Loan lại bị Diệp Húc bắt làm thú cưỡi, kéo xe. Mối nhục nhã này bất kỳ ai cũng không thể chịu đựng được. Do đấy, Diệp Húc dám chắc nếu hai người tách ra, yêu thần vương chắc chắn sẽ truy sát hắn bằng được. Bởi vì yêu thần vương vốn dĩ nhằm vào hắn mà đến đây, nhất định là tôn thần vương này nhận được tin tức liền suy tính ra địa điểm của hắn. Thả cho Thanh Huyền lão tổ, vị lão quái vật có thể chống lại một kích của yêu thần mà không chết này đi, để bản thân tự mình đối mặt với sự đuổi giết của yêu thần. Đây rõ ràng không phù hợp với phong cách thường thấy của Diệp Húc. Có điều Thanh Huyền lão tổ lại không nghĩ nhiều đến vậy, cho rằng yêu thần vương không vừa mắt với mình, cố ý đến đây đuổi giết hắn, liền hùng hổ nói: yêu thần, có gan thì ngươi đến Thái Hư Thần Phủ, lão già lão tử sẽ đấu tay đôi với ngươi. Tử ngưu, đi chết đi. Hư không phía sau một luồng dao động khiến người khác không thể thở nổi đột ngột truyền đến. Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ sờn cả tóc gáy, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa đại môn màu xanh từ trên cao giáng xuống,
ầm ầm hạ trên mặt biển. Tòa đại môn màu xanh này mở rộng, một vị nam nhân trung niên, tướng mạo uy nghiêm bước ra, ánh mắt như điện, nhìn về hướng hai người Diệp Húc đang tháo chạy. Nếu không phải chân thân của ta đang tìm kiếm đám người vô sinh lão tổ, không rảnh rỗi đến đây đối phó với các ngươi, thì các ngươi làm sao có thể chạy thoát được? Vị nam nhân trung niên kia chính là yêu thần vương, có điều chỉ là một tôn phân thân của hắn. Cho dù chỉ là thần vương phân thân, cũng không phải là thứ mà Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ có thể chống lại được. Tôn phân thân thần vương này chính là do thần vận tạo thành. Tòa đại môn màu xanh kia chính là một bộ thần binh. Vì đuổi giết Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ, yêu thần vương ra tay thật không giống với người thường. Tốc độ của hắn cực nhanh, phù quang lực ảnh vững vàng theo sau Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ không ngừng mà áp sát. May mà chỉ là thần vương phân thân, yêu thần vương cũng quá tự phụ rồi, cho rằng một đạo phân thân có thể giữ lại ta sao? Diệp lão đệ, người ngồi chắc vào. Thanh Huyền lão tổ thân mật xưng huynh gọi đệ với Diệp Húc, rồi đột nhiên nhấc hắn vứt lên vai mình, liền đó giống giận một tiếng, hóa thành nguyên hình, bốn vó xảy ra điên cuồng chạy về phía trước nhanh như chớp, không hề thua kém lưu quang ấn của Diệp Húc chút nào. Các ngươi còn muốn chạy sao? Yêu thần vương giận dữ, thanh môn trong tay bay lên, môn hộ mở rộng, lập tức hư không vô tận sụp đổ, lộn xộn rơi vào bên trong. Cho dù tốc độ của Thanh Huyền lão tổ có vượt trội đến đâu, cũng không thể bằng tốc độ hư không sụp đổ. Diệp Húc nhìn về phía sau, chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Tòa thanh môn này thôn tính đất trời, ngay cả nước trong thiên hải cũng bị hút lên, chảy ngược vào bên trong. Mọi thứ không ngừng dập nát, hóa thành một đống hỗn độn hư vô. Uy lực của bộ thần binh này lớn đến khó tin, nếu như bị nó nuốt vào bên trong, hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Cho dù Thanh Huyền lão tổ, vị vu tổ chỉ xếp dưới thần vương này, cũng không thể sống sót được. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng thầm nghĩ, tốc độ của ta không nhanh hơn Thanh Huyền lão tổ là bao, cũng không có cách nào trốn thoát được. Phạm vi thôn tính của tòa thanh môn này đã sắp bao lấy Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ, thì thấy một luồng dao động vô cùng dữ dội đột ngột truyền đến. Một tòa thần sơn thình lình xuất hiện, vang lên một tiếng nổ ầm ầm, hung hăng đâm vào tòa thánh môn của yêu thần vương. Dầm một tiếng, thanh môn của yêu thần vương bị tòa thần sơn này đâm trúng, lập tức môn hộ đóng chặt, bay ngược về phía sau, tông trúng phân thân của yêu thần vương, khiến cho tôn thần vương phân thân này bị nghiền nát. Cùng lúc đó, trong hư không lại có một tòa cung điện nguy nga đột ngột xuất hiện, cùng va chạm với thần sơn. Hai thứ phát ra luồng uy năng không gì sánh nổi, chỉ thấy tòa thần sơn bị cung điện kia đâm vỡ vụn, những tảng đá vụn bay lên không trung lại biến thành to lớn, hóa ra từng quả tinh cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung. Tòa thần sơn này rõ ràng là một tòa bảo sơn được luyện thành từ vô số tinh thần. Hư không mấy vạn dặm sụp đổ, bị nghiền ép thành vô số khoảng thời không hỗn loạn, hình thành nên từng vị diện kỳ lạ. Diệp Húc cùng Thanh Huyền lão tổ bị uy lực phát ra từ ba bộ thần binh đánh bay, thân hình lơ lửng giữa không trung, không ngừng hộc máu. Tạo hóa thần sơn, thế là thiên cung. Trong hư không truyền đến tiếng gầm của yêu thần vương, lập tức lại có một luồng yêu khí cường hãn hết mức phá tan hư không sộc đến, rót vào bên trong tòa thanh môn, thôi động bộ thần binh này giằng co với thần sơn cùng thiên cung. Thì ra là thần vương đánh nhau, liền một lúc mà có tới ba tôn thần vương đến giết ta. Ta từ lúc nào lại được đề cao như vậy đây? Thanh Huyền lão tổ sắc mặt sáng hoét, không khỏi dùng mình mấy cái, cố gắng áp chế thương tích, cõng Diệp Phúc phi thân chạy đi, lẩm bẩm mà nói: lão già cũng thật là, đang bình thường lại vô duyên vô cớ phái ta ra ngoài, không biết rằng ta đang phong thái xuất chúng, ngay cả thần vương cũng đố kỵ, đòi giết ta bằng được hay sao? Diệp Phúc nghe thế vậy cũng không nói gì, mặc dù hắn trúng thương cũng rất nặng, nhưng so với Thanh Huyền lão tổ vẫn còn khá hơn, vừa vàng toàn lực thôi động bản vương khai thiên kinh chữa trị tổn thương thân thể, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Vừa nghe yêu thần vương nói, hai người kia, một người là tạo hóa thần vương, một người là thiên la tôn vương. Tạo hóa thần vương ra tay chặn thanh môn của yêu thần, còn thái la tôn vương thì lại ra tay công kích tạo hóa thần môn. Yêu thần lại không cùng đường với thái la tôn vương, quan hệ của ba người này quả thật là cổ quái. Có điều Diệp Húc có thể khẳng định, trong một kích ngắn ngủi vừa rồi, tạo hóa thần vương có ý tốt giải nguy cho bọn họ, còn về ý đồ của thái la tôn vương hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Thần vương đúng thật là không mạnh mẽ bình thường mà. Ba tôn thần vương này đều chưa hề để lộ chân thân, chỉ là từ xa thôi động vu báo, liền có uy năng cường hãn như vậy rồi, khiến cho người ta phải kính sợ. Nếu như chân thân của bọn họ đến thì sẽ còn đáng sợ đến đâu đây?
Diệp Húc hít một hơi thật dài, thân hình nhanh chóng hồi phục như cũ, tâm niệm vi động, một luồng sinh khí dồi dào, dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể Thanh Huyền lão tổ, không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Thanh Huyền lão tổ chỉ cảm thấy tu vi của Diệp Húc rót vào cơ thể của mình, những thương tổn do dư âm của thần binh gây ra nhanh chóng phục hồi, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: "Lão đệ, không ngờ ngươi còn có thủ pháp này." Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sắc mặt Diệp Húc tái nhợt, thân hình lung lay không vững, trong lòng cả kinh, cảm động vô cùng, vội vàng lên tiếng nói: "Lão đệ, ngươi hao tổn nguyên khí trị thương cho ta, thật là khiến cho lão ca băn khoăn áy náy mà. Lúc nãy là lão ca ca ta đã mạo phạm rồi, không biết ngươi lại nghĩa khí đến như vậy. Nếu ngươi đã không muốn làm nghĩa tử của lão gia, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa kìa." Diệp Húc cận cười, có vẻ vô cùng suy yếu nói: "Chỉ sợ sau khi Thanh Hủy đại ca trở về sẽ bị Thái Hư Thần Vương trách phạt thôi." "Ngươi vì trị thương cho ta mà hao tổn nguyên khí, lại còn lo lắng cho ta. Ta nếu như lại ép ngươi thì thật không bằng cầm thú mà." Thanh Hủy lão tổ ha ha cười nói: "Lão gia nhà ta không bằng danh lợi, thanh tịnh vô vị, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Ta lần này về phục mệnh, ngươi về sau nếu như có gì khó khăn cứ đến báo cho ta một tiếng, cho dù là phải chọc thùng trời, Thanh Hủy ta cũng rất không chùn bước đâu." Hắn trịnh trọng chắp tay, liền đó hai tay xé rách hư không, lộ ra một khoảng hư không thiên giới khác, bước lên tiến vào bên trong. Chân trước của Thanh Hủy lão tổ vừa mới bước vào, vẻ mặt tái nhợt của Diệp Húc lại lập tức khôi phục như thường, trông khỏe như vâm, khí huyết tràn trề, thầm nghĩ: "Thanh Hủy lão tổ không ngờ cũng là kẻ thật thà." Phía trên Cửu Thiên thần giới có một miền thiên giới, mặc dù không được như Cửu Thiên nhưng cũng vô cùng kỳ vĩ, chính là mảnh vỡ của Thái Thanh cảnh Đại Xích Thiên do Thái Hư Thần Vương mang ra từ thiên phần. Ma tính cất chứa trong mảnh vỡ này đã được Thái Hư Thần Vương luyện hóa, tẩy sạch một lượt, giống như một tòa tiểu thiên giới. Chỉ thấy nơi này đâu đâu cũng đều là linh sơn thánh địa, cự thú bay nhảy khắp nơi, không hề cắn người, ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn, khiến nơi này giống như một miền tiên cảnh. Thái Hư Thần Vương đã sáng lập ra Thái Hư Thần Phủ ở nơi đây. Giờ phút này, Thanh Huyền lão tổ đã đến bên ngoài phủ, kính cẩn lễ phép lên tiếng: "Lão gia, Thanh Hủy đi mời Diệp phủ chủ, liên tiếp gặp phải truy sát của ba vị thần vương, suýt nữa đã không giữ được mạng sống. May nhờ có Diệp phủ chủ ra tay cứu giúp, ta thấy hắn nghĩa khí, lại không muốn làm nghĩa tử của lão gia, nên đã không dẫn hắn về đây." "Ta biết rồi." Bên trong thần phủ trầm lặng trong chốc lát, truyền ra một âm thanh giả nua. Thanh Hủy lão tổ nghe được giọng nói này cười nói: "Lão gia, nếu như không có việc gì khác thì ta về Thanh Hoa động phủ tu luyện tiếp đây." Hắn rời đi không lâu, chỉ nghe thấy trong phủ truyền ra một tiếng thở dài: "Ngu xuẩn, không biết tình hình ba vị thần vương kia ra sao rồi đây." Mà lúc này ở phía trên thiên hải, đám dị thú Hồng Loan, Tất Phương kéo bảo liễn ầm ầm lướt trên mặt biển. Các ma tôn ngồi trên lưng dị thú, ma khí cuồn cuộn. Bên trong bảo liễn, Diệp Húc cẩn thận suy tính: "Có điều, với cảnh giới hiện nay của bọn họ, nếu không phải là mối nguy hại sinh tử, hẳn là sẽ không toàn lực ra tay đâu." Ngày hôm nay, hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình với thần vương. Khoảng cách này không chỉ lớn bình thường, mà là loại khác biệt hắn không thể vượt qua. Nếu như bản thân không tu luyện đến cảnh giới vu tổ, thì rất khó có thể trực tiếp đối diện với thần vương được. Với thực lực hiện nay của hắn, cho dù là dùng toàn bộ thủ pháp, chỉ e rằng cũng không phải là đối thủ của những đỉnh cao vu tổ như Thanh Hủy lão tổ, chứ huống chi là thần vương. "Lão gia, đã đến hải nhãn rồi." Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Bắc Đế Ma Tôn. Diệp Phúc trong lòng khẽ dao động, bước ra khỏi bảo liễn, nhìn về phía mặt biển phía trước. Chỉ thấy mặt biển tĩnh lặng, đột ngột trở nên điên cuồng. Trung tâm thiên hải xuất hiện một vòng xoáy nước, cuốn nước biển dâng lên, kéo vào bên trong lốc xoáy. Vòng nước xoáy này chỉ có vào không có ra, thổi quét mọi thứ, cuốn hút hết thảy. Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy sâu dưới xoáy nước, lực chảy mạnh mẽ đến nỗi có thể xé rách hư không. Xoáy nước biển vào trong một thời không kỳ dị, từng khoảng thời không không ngừng hình thành, không ngừng vỡ vụn. Cho dù là thần binh bị cuốn vào bên trong, chỉ e còn chưa kịp chống đỡ đã bị nghiền thành bã. "Nơi đây chính là dư âm để lại từ trận chiến thiên địa đại hủy diệt năm xưa hay sao?" Diệp Húc tinh tế cảm nhận, chỉ thấy trong vòng xoáy nước này mơ hồ có một luồng tử khí hủy diệt thiên địa truyền đến, ẩn náu chứ không bộc phát ra, chứa đựng bên trong mà không dò gì, nhưng một khi bùng phát tất sẽ có thể hủy diệt đất trời. Loại uy lực này làm tim của hắn đập loạn nhịp,
khí tức của vòng xoáy nước mơ hồ có thể khắc chế bản vương khai thiên kinh của hắn, khiến cho hắn thầm cảnh giác, trong lòng thầm nhắc nhở không bao giờ được để rơi vào trong đấy. Bản vương khai thiên kinh của hắn trùng hiện tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục cùng 3000 thế giới viễn cổ huy hoàng, còn vòng xoáy nước này lại là dư âm của trận thiên địa đại hủy diệt đã từng phá hủy thế giới trước đây, có uy hiếp rất lớn đối với bản vương khai thiên kinh của hắn, thậm chí đủ để hủy hoại thân thể hắn, phá hủy mọi thứ của hắn. Khí tức thế giới thú. Diệp Phúc trong lòng chấn động, đột nhiên cảm nhận được một luồng sinh khí như có như không truyền ra từ trong vòng xoáy nước. Ánh mắt lập tức trở nên sáng ngời, trầm giọng nói: Bạc Đế Ma Tôn, các ngươi chờ ở đây, lão gia ta đi một lúc rồi về ngay. Diệp Húc đi nhanh về phía hải nhãn, nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy hải nhãn bên dưới thật sự giống như một con mắt ma khổng lồ, khiến người ta khiếp đảm. Một lực hút cường hãn từ trong hải nhãn truyền đến, loại lực hút này đủ để hút một vị đỉnh cao thánh hoàng vào bên trong. Hơn nữa, nếu càng đến gần, lực hút càng lớn, cuối cùng ngay cả vu tổ thần vương cũng sẽ bị kéo vào trong đó, không cách nào thoát được. Hải nhãn của thiên hải là do thiên địa tạo ra, dư âm của thế giới hủy diệt còn chưa tiêu tán, sức mạnh uy năng hơn xa binh khí của thần vương, sức người không thể chống lại. Có điều Diệp Húc không thể không đến đó, mảnh vỡ của cây thế giới chỉ có một lượng nhỏ lưu lạc bên ngoài, còn hầu hết đều đã rơi vào tay của các chư thiên thần vương đế quân. Với thực lực của Diệp Húc, muốn đi đoạt lấy những mảnh vỡ này từ tay bọn họ chính là tự tìm đường chết. Chỉ có mảnh vỡ cây thế giới trong hải nhãn mới là vật vô chủ. Nếu như có thể lấy được, thực lực tu vi của hắn sẽ lại có tiến bộ, nhảy vọt, thậm chí nói không chừng còn có thể đột phá, trở thành vu tổ. Chỉ có điều, hải nhãn đích thực là hung hiểm, thậm chí có thể vây khốn thần vương. Cho dù là Diệp Húc, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Nếu như tiến vào trong hải nhãn không thể trở về, thì thứ chờ đợi hắn chính là chết già ở trong đó, không có khả năng thứ hai. Vòng hải nhãn này nuốt vạn vật trong thiên địa, khí tức có mà không lộ ra, nhưng khí tức của cây thế giới lại có thể truyền ra bên ngoài, mảnh vỡ của cây thế giới trong đó chắc chắn không hề tầm thường. Không ngờ còn có người khác ở đây sao? Diệp Húc đột nhiên dừng bước, chỉ cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới, lập tức phóng mắt tìm kiếm, chỉ thấy phạm vi hải nhãn giống như một con mắt khổng lồ cực kỳ rộng lớn. Hắn đột nhiên chú ý đến không gian phía trên hải nhãn xuất hiện đủ loại dị tượng, tử khí trùng điệp, sức mạnh hủy diệt cuồng loạn thổi quét. Hóa ra một con mắt cực lớn giống như bản thu nhỏ của hải nhãn thiên hải. Có người đang quan sát sự vận hành của thiên nhãn của hải nhãn này, ý đồ từ trong dư âm của viễn cổ đại hủy diệt suy tính ra một loại tâm pháp cao thâm. Bản vương khai thiên kinh của ta là tái hiện lại viễn cổ thế giới hùng vĩ, còn người này lại muốn suy tính ra đạo lý viễn cổ đại hủy diệt. Nếu như bị hắn suy tính ra cảnh tượng viễn cổ đại hủy diệt, thì chẳng phải là hắn có thể khắc chế tâm pháp của ta hay sao? Diệp Phúc khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảnh giác, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy vị thanh niên ăn mặc vô cùng cao quý, hoa mỹ, hẳn không phải là xuất thân bình thường. Phía sau của hắn, một tòa đạo môn đứng sừng sững. Tầng đạo môn này lại che lấp đi tầng khác, môn hộ trùng điệp. Không biết có bao nhiêu không gian môn hộ, hầu hết đạo môn đều đã mở ra, chỉ còn thừa lại một tầng cuối cùng chưa được khai thông. Diệp Phúc trong lòng chấn động, đây là một loại tâm pháp cực kỳ huyền diệu, hoàn toàn không giống so với những tâm pháp hắn từng thấy trước đây. Diệp Phúc từng thấy qua thuần dương đạo môn cực kỳ cường mạnh, từng thấy 18 tòa công đức đạo môn của đế tuệ, thấy luân hồi đạo môn của luân hồi thái tử, cũng từng suy tính ra chư thiên chi môn của bản vương khai thiên kinh, hồng mông chi môn của thanh đế, huyền tấn chi môn của huyền thiên đại đế. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một đạo môn quỷ dị kỳ lạ đến vậy. Môn hộ trùng điệp, môn ở trong môn. Đạo vận trong tầng thứ nhất của môn hộ này không hề to khỏe, thậm chí còn cực kỳ nhỏ yếu, không đáng nhìn tới. Cũng chỉ giống như thánh hoàng, chỉ có thể coi là tâm pháp bình thường. Nhưng đạo vận của tầng thứ nhất lại sinh ra tầng môn hộ thứ hai. Đạo vận trong tầng môn hộ thứ hai vượt qua tầng thứ nhất rất nhiều, sau đó sinh ra tầng môn hộ thứ ba, tiếp đến tầng thứ tư, tầng thứ năm, mãi cho đến tầng môn hộ thứ 49 nằm ở chính giữa. Đạo môn của người này mỗi tầng lại mạnh hơn một tầng, thiên địa đại đạo sinh ra từ tòa môn hộ ở chính giữa chắc hẳn sẽ cường đại đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Hơn nữa, Diệp Phúc lập tức ý thức được, không chỉ đơn giản là cường mạnh mà còn có điểm xuất sắc nhất, đó chính là an toàn. Các thánh hoàng khác nhảy ra khỏi đạo môn sẽ phải đối mặt với sức ép tự thân đạo hạnh, còn tâm pháp của người này lại là tiến hành theo tuần tự. Khi nhảy ra khỏi một tầng đạo môn liền đã có thể được xưng là vô tổ, thực lực tu vi đều tăng lên cực lớn. Khi đối diện với tầng thứ hai
thì đã có thể nắm chắc được 10 phần. Khi nhảy khỏi tầng môn hộ thứ hai, tu vi thực lực của hắn sẽ lại một lần nữa nâng cao, đủ để nhảy ra tầng thứ ba. Cứ thế suy rộng ra đến tầng đạo môn thứ 49, có thể giúp cho hắn lột xác, trở thành một thực thể vô cùng mạnh mẽ. Tâm pháp cấp đế quân, người này là ai đây? Diệp Húc nhíu mày thầm nghĩ. Tuổi không lớn lắm, tu luyện tâm pháp cấp đế quân, tu vi vào khoảng thánh hoàng, vu tổ. Không ngờ lại có được loại kiến thức hiểu biết này, thật là đáng sợ. Vị thanh niên đang đứng trong mắt ma kia cũng cảm nhận được khí tức của Diệp Húc, cảm thấy luồng sát khí như có như không truyền đến từ Diệp Húc. Trong mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, hung hăng quét về phía Diệp Húc. Ở đâu ra một tên tiểu tử như thế này đây, dám quấy rầy ta tu luyện, lại còn có ý định giết ta sao? Nam nhân trẻ tuổi kia hừ lạnh một tiếng. Phong Linh, giết hắn đi, kẻ này lúc nãy có ý định giết ta, chính là tội chết, không thể giữ lại. Vâng, thưa điện hạ. Không trung đột nhiên khẽ lay động, chỉ thấy một vị thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ hư không. Quần áo của nàng mỏng manh như tơ lụa, mặc cực kỳ ít. Tất cả đều đã cởi hết ra, cảnh xuân lờ mờ xuất hiện. Hơn nữa lại để chân trần, đôi chân trắng nõn bước trên không trung, mũi chân nhẹ như hư ảo. Từng sợi đạo vận mỏng manh trên người nàng giống như đai tơ quấn quanh người, trông toát lên vẻ hoa mỹ lộng lẫy. Ngươi là Quang Chính đại phu, Diệp phủ chủ, Ngọc Hư phủ hay sao? Vị thiếu nữ tên Phong Linh Nhi kia rõ ràng là một tôn vu tổ. Nhìn thấy mặt Diệp Húc không khỏi ngây người ra, nghiêng đầu nhíu mày suy tư. Ngay sau đó lại quay đầu lại cười khanh khách mà nói: Điện hạ, người này là môn hạ của Thiên hậu nương nương, cách đây không lâu được phong làm Quang Chính đại phu. Thiên hậu nương nương là người một nhà với điện hạ, nên xử trí hắn như thế nào? Thiên hậu nương nương sao? Vị nam nhân trẻ tuổi kia cười lạnh một tiếng, điềm nhiên mà nói: Người đàn bà tiện nhân đó cũng xứng làm nương nương ư? Bà ta dã tâm hừng hực, dám đoạt lấy giang sơn của cha ta, mưu đồ cướp ngôi vị thiên đế. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tận tay chém chết bà ta. Còn về tên Quang Chính đại phu cũng chỉ là tay sai của mụ tiện nhân kia mà thôi, lập tức giết hắn cho ta. Phong Linh Nhi vâng lệnh, nhãn cầu đảo quanh, thần thái quyến rũ đáng yêu, đai tơ sau lưng bay lượn, nhẹ nhàng thò ra phía trước, giống như một cánh tay mềm mại yếu đuối, khẽ khàng vuốt ve gương mặt của Diệp Húc. Theo vành tay của hắn trượt xuống, khẽ vuốt bộ ngực, cười khanh khách mà nói: Diệp phủ chủ, đắc tội rồi, ai bảo ngươi ủng hộ ai, không ủng hộ, lại đi ủng hộ cho Thiên Hậu. Người ta sợ nhất là giết người thấy máu, hay là ngươi nhảy xuống thiên nhãn bên dưới, tự mình kết liễu, cũng tránh khỏi làm người ta khó xử. Diệp Phúc giả bộ làm ngơ, mặc cho đạo vận của Phong Linh Nhi tiến sát đến người, ngẩng đầu nhìn vị nam nhân trẻ tuổi trong mắt ma, trong mày mà nói: Đạo môn mà ngươi tu luyện hẳn là tâm pháp của Thương Thiên Đế Tôn phải không? Lẽ nào ngươi là con trai của Thương Thiên Đế Tôn ư? Vị nam nhân trẻ tuổi kia ánh mắt chợt lóe, ma nhãn giữa không trung đảo lộn, đồng tử nhìn chăm chú vào Diệp Húc vô cùng quỷ dị. Không sai, ta chính là Đế Tử Thương. Ngươi chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, gây ồn ào gần đây hay sao? Ta đã nghe qua tên của ngươi, đoán chừng ngươi cũng có chút mánh khóe mới có thể gây nên sóng gió trên thiên giới. Có điều nhãn lực của ngươi quá kém, đã đi theo nhầm người rồi. Nếu như ngươi lập tức quỳ xuống thần phục ta, sau này làm việc cho ta, thì còn có thể có con đường sống kìa. Con trai của Thương Thiên Đế Tôn, đi mòn gót giày không tìm thấy, đến giờ lại tìm được chẳng tốn công. Diệp Húc cất tiếng cười lớn, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, đai tơ đạo vận của Phong Linh Nhi nổ tung, từng sợi tóc đen nhánh của Diệp Húc bay lượn, phá vỡ hư không, giống như một tôn ma thần giáng lâm, cầm bào đai ngọc bay lượn, bước lớn đi về phía Đế Tử Thương. Giọng nói ầm vang truyền đến: Diệp Mỗ có một vị trưởng bối, bởi vì mang thai con của Thương Thiên Đại Đế, uất thận mà chết đi. Đế Tử Thương, người có biết khi đó Diệp Mỗ đã thề cái gì không? Đế Tử Thương khẽ nhíu mày: Bụng màng đế tử lại không cảm ơn đội đức, ngược lại tự sát, có thể thấy rõ ràng là một nữ tiện nhân. Loại tiện nhân này đáng để người vì bà ta mà đối địch với ta hay sao? Diệp Húc bước nhanh lên trước, ha ha cười lớn, sát khí càng lúc càng mạnh. Ta khi đó đã thề rằng phải giết hết tất cả con cái của Thương Thiên Đế Tôn. Người chính là kẻ đầu tiên ta gặp được. Hôm nay hiếm khi gặp được con trai của Thiên Đế. Xem ra lại có thêm một mạng chết ở trong tay Diệp Mẫu nữa rồi. Hai người Diệp Húc cùng Đế Tử Thương nhìn có vẻ như đang nói chuyện với nhau, thế nhưng thực ra lại chỉ như độc thoại.
tự mình nói việc của mình, ai cũng không thèm trả lời vấn đề của người kia, đều là những nhân vật kiêu ngạo đến đáng sợ. Diệp phù chú, xem ra ngươi không bằng lòng tự nhảy xuống hải nhãn, tính để người ta phải đích thân ra tay sao? Phong Linh Nhi cười khúc khích, đai tơ phía sau gào thét bay lên, đồng loạt cuốn về phía Diệp Phúc, yêu kiều cười nói: nếu như ngươi đã không muốn tự mình nhảy xuống, vậy để ta ném ngươi vào. Nữ nhân, ngươi mặc ít thế kia, quần áo lại còn rách dưới, chẳng lẽ ngươi đi theo Đế Tử Thương mà hắn lại không có tiền mua cho ngươi vài bộ tử tế hay sao? Ánh mắt của Diệp Phúc quét qua người Phong Linh Nhi, chỉ thấy từng sợi đạo vận trên người của nàng tản phát ra uy lực vô hạn, đang ầm ầm bay tới, có điều vẫn chưa kịp đến gần Diệp Húc liền bị một luồng sức mạnh vô hình giữ lại giữa không trung, không thể nhúc nhích được. Người đi theo ta, ta đảm bảo có thể cho ngươi vài bộ quần áo để mặc kìa. Người ta còn có thể mặc ít hơn nữa kìa. Phong Linh Nhi cười nhạt, thân hình đột nhiên chuyển động, chỉ nghe thấy vài tiếng khúc khích, y sang quanh thân nàng bay lượn, tự động cởi ra cuốn về phía Diệp Húc. Semi của nàng rõ ràng là một bộ tổ binh, uy lực của mỗi một bộ đều cực kỳ cường mạnh. Trong khoảnh khắc chút bỏ Simi, để lộ ra thân thể kiều diễm, được đai tơ đạo vận che phủ lúc ẩn lúc hiện, trong nét đẹp mê hoặc ẩn chứa một luồng sát khí. Vóc dáng không tồi, chỉ có điều ngực hơi nhỏ. Diệp Húc nhìn lướt qua thân hình của Phong Linh Nhi, giơ tay chụp tới, chỉ nghe ầm một tiếng, giải băng dập trời bị một luồng sức mạnh tuyệt cường xé rách thành nhiều mảnh. Gương mặt kiều diễm của Phong Linh Nhi biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Diệp Phúc thản nhiên nói: nếu ngươi đã không muốn đi theo ta, vậy ta đành phải loại trừ ngươi. Có điều ngươi nên nhớ, ta không phải vì gực ngươi nhỏ mà giết ngươi đâu. Bàn tay của hắn ấn xuống hư không, Phong Linh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, rơi xuống hải nhãn từ giữa không trung, phát ra một tiếng hét thảm thiết, ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Đế Tử Thương, bây giờ yên tĩnh rồi, ta có thể thoải mái giết ngươi được rồi. Diệp Húc cười ha hả, một quyền oanh kích Đế Tử Thương. Sao? Người dám giết thị thiếp của ta sao? Đế Tử Thương giận tím mặt, đột ngột đứng dậy, ma nhãn trên đỉnh đầu hắn trận trừng. Một đạo tử quang rộng cả mấy dặm từ trong ma nhãn bắn ra, vọt thẳng tắp về phía Diệp Húc. Đạo ma quang này gặp phải nắm đấm của Diệp Húc, ầm ầm vỡ tan. Một quyền này của Diệp Húc có một loại khí khái, quyết chí tiến lên, không hề chùn bước. Một quyền đánh ra thạch ma địa ngục, hóa thành một vòng thạch ma cực lớn, hủy diệt mọi thứ, nghiền ép về phía Đế Tử Thương. Diệp thiếu bảo, ta muốn ngươi phải chết kìa. Đế Tử Thương sải bước đi ra khỏi ma nhãn, chỉ thấy con mắt ma này càng lúc càng nhỏ, treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Cánh tay vung lên, đón nhận một quyền của Diệp Húc, lạnh lùng mà nói: thiên địa đồng bi. Một luồng dao động vô hình, vô thanh truyền đến bốn phía. Khoảng không trên hải nhãn giống như bị nổi lên một cơn cuồng phong, thân hình hai người chấn động, ngay lập tức tách sang hai bên. Oanh oanh oanh. Đạo môn của Đế Tử Thương nổ tung, mất hơn 10 tầng. Tâm pháp của Thương Thiên Đế Tôn mà hắn tu luyện bị một quyền của Diệp Húc liên tiếp phá hủy một cách dễ dàng, lúc này mới hơi chứng lại. Trên đỉnh đầu của hắn, ma nhãn không ngừng lắc lư, con mắt khổng lồ này giống như xoáy nước, hút lấy sức mạnh của Diệp Húc tiêu trừ trong vô hình. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trong khoảnh khắc giao thủ, hắn lập tức cảm nhận được luồng năng lượng phá hủy thiên địa, xâm chiếm cơ thể, ăn mòn tu vi, thân thể, nguyên thần cùng hồn phách, thần thức của mình. Có một lực phá hoại cực lớn đối với bản vương khai thiên kinh. Luồng năng lượng này tràn ngập tử khí, đủ để khiến sức sống của thế giới suy kiệt, héo khô, sinh linh vạn vật tuyệt vọng, chết già, thân vong. Đế Tử Thương hiển nhiên cũng là một vị thiếu niên đầy tài nghệ. Hắn không chỉ tu luyện đế cấp tâm pháp của Thương Thiên Đế Tôn, mà đồng thời khai sáng đạo thuộc về chính mình, bước ra khỏi con đường của mình. Con đường mà hắn lựa chọn là con đường phá hủy, hủy diệt thế giới, phá vỡ thiên địa đại đạo, nghiền nát vạn vật, khiến tất cả diệt vong. Có điều cũng may, hắn vẫn chưa hoàn thiện triệt để môn tâm pháp này. Mặc dù có được lực phá hủy cực lớn đối với bản vương khai thiên kinh cùng thân thể bản vương của Diệp Húc, nhưng cũng chưa đạt đến mức độ có thể hoàn toàn phá hủy thân thể Diệp Húc. Diệp thiếu bảo, ta có thể cảm thấy tâm pháp của ngươi vừa khéo bị tâm pháp mặt nhật kiếp phá diệt kinh của ta khắc chế kìa. Đế Tử Thương cũng là nhân kiệt đương thời, lập tức có thể nắm bắt được điểm khác nhau giữa tâm pháp của hai người trong một kích vừa rồi. Hai mắt sáng lên, không khỏi bật cười ha hả nói: ta chỉ kém một cửa, vượt qua tòa đạo môn cuối cùng này sẽ liền trở thành vô tổ. Tu vi của ngươi không bằng ta, tâm pháp lại bị ta khắc chế, xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa nào.
Hắn đột nhiên tiến lên phía trước một bước, bàn tay lật lên, một chưởng chấn áp chư thiên, lạnh lùng mà nói: "Ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên đế, vượt qua tất cả những thiên đế trước đây, thậm chí ngay cả Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng còn lâu mới sánh kịp ta." "Tiếp thêm một chiêu nữa của ta đây, Thiên Địa Trầm Luân." Khí tức quanh thân của hắn lập tức trở nên vô cùng âm u, ma nhãn quỷ dị vô cùng, ào ạt chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ hư không, thậm chí ngay cả hư không trên giới cũng mơ hồ lộ ra khí tức tử vong tan hoang, gần như bị một chiêu này của hắn bào mòn, sức sống kiệt quệ, thế giới tan rã trầm luân. Không thể phủ nhận, hắn là một đối thủ cực kỳ cường mạnh, cũng là đối thủ đáng sợ nhất mà Diệp Húc từng gặp từ trước tới giờ. Tâm pháp âm mỉ khắc chế bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc. Pang pang pang. Diệp Húc tiếp một chưởng của hắn, chỉ thấy đủ loại thiên giới địa ngục, thế giới trong cơ thể hắn bị ăn mòn vỡ nát. Nếu như thân thể hắn có thể nhìn thấu thì sẽ liền nhìn thấy được đủ loại thiên địa thế giới bên trong. Trên khoảng không mỗi một tòa thế giới đều có treo một con mắt ma rỉ máu đầm đìa, gặm nhấm đất trời, khiến thiên địa trầm luân, mặt trời mất đi ánh sáng, vầng trăng không còn sáng tỏ, các vì sao rơi xuống, vạn vật chết khô. "Diệp Thiếu Báo, đã cảm nhận được sức mạnh của ta hay chưa?" Đế Tử Thương cửa lớn lại úp xuống một trường. "Người dùng một trường giết chết thị thiếp của ta, uy phong lắm, có điều người vẫn không bằng ta, chắc chắn không bằng ta được, chỉ có thể chết dưới chân ta. Bây giờ người sẽ trở thành bộ hài cốt đầu tiên trên con đường đi tới bảo tọa thiên đế của ta." "Chư thiên vẫn lạc." Một thức vô pháp này của hắn đánh ra cảnh tượng thiên đình sụp đổ, tam thập tam thiên tan vỡ. Trong lúc mơ hồ dường như có thể nhìn thấy hình ảnh thiên đế thiên đình tiêu điều hủ bại, sụp xuống từ ngọc thanh cảnh chí cao vô thượng, đè sập hết tầng thiên giới này đến tầng thiên giới khác. Vô số tiên nhân lâm vào bi thương. Diệp Húc tiếp một thức chư thiên vẫn lạc này, không khỏi thét lên một tiếng. Thân thể bàn vương chấn động, tử khí tam thập tam thiên ngập tràn nồng đậm. Thiên nhân ngũ suy, thiên đình mi tâm gần như sắp vỡ vụn, đè sập tam thập tam thiên trong cơ thể của hắn. Chư thiên luân hồi. Diệp Húc thân hình lại rung lên, năng lượng luân hồi xoay chuyển, nhanh chóng khôi phục tam thập tam thiên, củng cố thiên đình, tiêu trừ hết lực phá hoại từ một kích của Đế Tử Thương. "Người không ngờ lại có thể tiếp được ba chiêu của ta mà vẫn không có chết, đích thực là hiếm có. Có điều so với ta vẫn còn non nớt lắm kìa." Đế Tử Thương lại xuất ra một thức, cười lạnh mà nói: "Ta phải đánh cho thân thể ngươi vỡ nát, tu vi tan rã, khiến cảnh giới của ngươi rớt xuống, đánh cho ngươi từ thánh hoàng trở thành phàm phu tục tử, đánh cho ngươi thành loài sâu bọ." Diệp Húc một lần nữa nâng tay lên tiếp một thức vô pháp của hắn, thân thể lại chấn động, toàn bộ mọi thứ gần như sụp đổ, thậm chí gần 49 thiên đạo cũng bị tử khí xâm chiếm, mất hết uy năng. "Mạt Nhật Kiếp Phá Diệt Kinh, một tâm pháp thật thú vị." Diệp Húc khẽ nhếch mép cười, lẩm bẩm mà nói: "Vô pháp vô thiên." Quanh thân Đế Tử Thương đột ngột chấn động, con mắt ma trên đỉnh đầu đột nhiên phát sáng, hóa thành vô số những ma nhãn khổng lồ trải đầy hư không, bao vây Diệp Húc ở bên trong. Diệp Húc lập tức cảm nhận được những chỗ ma nhãn bao phủ, năng lượng thiên địa đại đạo hoàn toàn biến mất, toàn bộ đại đạo đều bị những con mắt ma này hủy diệt, biến thành hư không tử tịch, vô pháp vô thiên, vô đạo vô lý. Hàng tỷ vạn tia sáng phóng tới, chỉ một thoáng đã bao vây Diệp Húc lại. "Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo, người chết chắc rồi." "Một thức vô pháp này của ta xuất ra thì ngươi đã cầm chắc cái chết rồi." Đế Tử Thương ha ha cười lớn, chắp hai tay sau lưng, nhìn những tia sáng bên trong ma nhãn, ngạo nghễ mà nói: "Thức vô pháp này chính là một thức ta bình sinh tâm đắc nhất, vượt qua tất cả vô pháp trong thế gian. Một khi đã xuất ra rồi, vô pháp vô thiên, vô đạo vô lý, chính là vô pháp vĩ đại nhất trong đất trời này, độc nhất vô nhị. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Vương có sống lại cũng chỉ có thể chịu thua bái phục trước mặt ta mà thôi." "Đích thực là một vô pháp thú vị, khiến ta được mở rộng tầm mắt rồi." Trong ma nhãn truyền đến âm thanh của Diệp Húc vẫn bình thản như trước, dường như không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Hắn thản nhiên nói: "Tái hiện tận thế thiên địa đồng bi, thế giới hủy diệt, thiên nhân ngũ suy, vạn tiên điêu linh, vạn vật tử vong, thật sự khiến người ta rung động." Con người Đế Tử Thương kịch liệt thu nhỏ, ngưng mắt nhìn về phía trung tâm nơi ma nhãn phong ấn, chỉ thấy mi tâm Diệp Húc mở rộng, lộ ra không gian tử phủ. Cành cây ngọc thụ bay múa, nghìn vạn nhánh cây, vô số lá ngọc nâng đỡ từng mảnh thế giới,
tỷ vạn căn tu cắm vào hư không. Xung quanh ngọc thụ dáng màu tung bay, mây tía dày đặc, bầu trời mờ mịt, thân cây hiện lên ngăn cản ma quang ma nhãn, tạo ra một không gian độc lập. Trong không gian này, mỗi một chiếc lá cây nâng từng thể không vị diện to nhỏ khác nhau. Trong vị diện, hàng tỷ vạn tinh thần vận hành, trụ quang lưu chuyển, đại lục trôi nổi, biển đảo sông ngòi lưu chảy, tiết khí vận hành, biểu quan, nhân hoàng, tự lập thành một hệ thống, trở thành ma thần, thiên sinh thế giới. Cây ngọc thụ này hiện lên, chống đỡ một khoảng đất trời độc lập, khiến cho Diệp Phúc cho dù bị bao vây trong thức, vô pháp vô thiên, cực kỳ lợi hại của đế tử thương, cũng có được thế giới riêng của mình, không gì có thể xâm nhập, không gì có thể phá hủy. Đế tử thương, ta sử dụng thân thể chỉ là 1/3 tu vi của ta, ta sử dụng nguyên thần thì sẽ là 2/2 tu vi. Thân hình Diệp Phúc khẽ chuyển động, từ trong ma nhãn chậm chậm đi về hướng đế tử thương. Phía sau thình lình xuất hiện một tòa môn hộ hùng vĩ cổ xưa, năng lượng luân hồi ầm ầm xoay chuyển, bóp méo hư không, tạo ra từng khoảng thời không kỳ dị. Vô số ma quang phóng tới, đều rơi hết vào bên trong những khoảng thời không này. Từng khoảng thời không bị ma quang xâm chiếm, tan vỡ tàn lụi, hóa thành thế giới tử tịch, vô pháp vô thiên, lần lượt sụp đổ tiêu vong. Có điều, năng lượng luân hồi thiên môn xoay chuyển lại sinh ra từng khoảng thời không vô cùng vô tận. Luân hồi thiên môn mở ra một bên, đạo vận tuôn trào, chui vào trong thân của Diệp Húc, dũng mãnh nhập vào tử phủ, chảy quanh toàn thân ngọc thụ, đủ loại đạo vận hồn nhiên thiên thành. Diệp Húc nhẹ nhàng mở rộng lòng bàn tay, ngọc thụ nguyên thần từ trong tử phủ mi tâm bay ra, xoạt một tiếng quét về phía trước. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ oành oành vang lên không dứt, từng con mắt ma nổ tung. Ta sử dụng đạo môn của bản thân thì chính là toàn bộ tu vi của ta. Người được chết dưới một kích toàn lực tu vi của ta nên tự cảm thấy vinh hạnh đi. Ngọc thụ trong tay Diệp Húc nhẹ nhàng phá vỡ một chiêu mạnh nhất của đế tử thương. Cành lá ngọc thụ bay múa, vầng sáng chuyển động, hồng mông tử khí lượn lờ từ trên cao quét xuống. Đế tử thương hộc máu bay ngược trở về, toàn thân nổ tung, máu tươi phun ra, từng tầng đạo môn phía sau lưng hắn lại vỡ tan. Rõ ràng là uy năng cất chứa trong nguyên thần ngọc thụ của Diệp Húc quá mạnh, đã phá hủy hết thảy đạo môn của hắn, trừ bỏ tu vi của hắn, khiến hắn trong lòng kinh hãi khiếp đảm. Không dùng hết toàn bộ tu vi, hắn không ngờ lại không dùng hết tu vi. Đế tử thương khổ sở đến hộc máu. Khi Diệp Húc dùng nguyên thần, làm áp lực của hắn tăng gấp mấy lần. Khi sử dụng luân hồi thiên môn, áp lực lập tức tăng mạnh. Điều này chứng tỏ lúc nãy Diệp Húc giao thủ với hắn là để quan sát tâm pháp của hắn, thử xem uy lực môn tâm pháp này đến đâu. Ngọc thụ một lần nữa quét xuống, làm sập hư không. Trong hư không hỗn độn quét ra từng tầng thế giới. Vũ pháp của đế tử thương là tử khí, là thế giới tan biến, là thiên địa sụp đổ. Còn của Diệp Húc lại là sinh khí, sức sống bừng bừng. Những nơi ngọc thụ quét qua, mọc lên từng tòa thế giới, vạn vật sinh sôi. Cái chết có thể diệt sinh, nhưng khi không ngừng sinh sôi, vô cùng vô tận, thì đã vượt ra khỏi phạm vi của đế tử thương có thể đối kháng. Năng lượng thế giới ầm ầm đè ép còn chưa hạ xuống, đế tử thương cảm nhận được thân thể như muốn vỡ tung. Một kích này hạ xuống chắc chắn có thể đánh nổ thân thể của hắn, khiến hắn hồn phi phách tán. Diệp thiếu báo, không ngờ ngươi có thể ép ta phải dốc hết toàn lực, cho dù có chết cũng đáng tự hào rồi, kiểu đế đồ. Đế tử thương hét lớn, thình lình tế khởi một cuộn tranh. Cuộn tranh rầm rầm mở ra, chỉ thấy hình bóng của 9 nam nhân hiện lên trên trang giấy. Bá đạo tuyệt luân, khí thôn sơn hà. Đây là tổ binh do cha ta Thương Thiên Đế Tôn luyện chế khi còn là vu tổ, cất chứa 9 đạo phân thân, 9 tôn phân thân của vu tổ, cửu đại cảnh giới. Đế tử thương thét lên, toàn lực thôi động bộ tổ binh. Chỉ thấy một tôn vu tổ phân thân của Thương Thiên Đế Tôn thình lình bước ra từ bên trong, đỡ lấy nguyên thần ngọc thụ của Diệp Húc. Đạo vận phân thân cảnh giới vu tổ của Thương Thiên Đế Tôn sao? Diệp Húc ca ha cười lớn, nguyên thần ngọc thụ quét xuống, quét vỡ tôn vu tổ phân thân của Thương Thiên Đế Tôn ngay tại chỗ, hóa thành đạo vận dập trời. Thương Thiên sống lại cũng chỉ có thể nuốt thận trước mặt của ta, bị ta đánh bại mà thôi. Một kích, chỉ vẹn vẹn một kích, Diệp Húc liền quét nổ một tôn vu tổ đạo vận phân thân của Thương Thiên Đế Tôn trước mặt hắn. Đạo vận phân thân của Thương Thiên Đế Tôn quả thật không chịu nổi một kích. Kiểu đế đồ, cuộn những đạo vận vỡ vụn lên, phát ra từng tiếng vù vù, rơi vào bên trong bức tranh. Chỉ thấy trên mặt giấy những bóng hình của Thương Thiên Đế Tôn, Thương Thiên Đại Đế nhất thời trở nên ảm đạm.
thành tựu tu luyện trong khoảng thời gian này của Diệp Phúc cuối cùng cũng đã thể hiện ra hết, khiến cho hắn như thay da đổi thịt, hễ ra tay là đương thế chấn động. Từng tôn đại đế phân thân từ trong tranh bước ra, đồng loạt công kích về phía Diệp Phúc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ loại vũ pháp kỳ diệu tràn ngập ở khắp nơi. Bầu trời, mặt biển, sông núi, cự thú, dị tượng đầy rẫy bao phủ lấy Diệp Phúc. Mỗi một tôn đạo vận phân thân của Thương Thiên Đế Tôn đều cực kỳ cường mạnh, dù chỉ là phân thân thế nhưng lại có thể sánh ngang với những vu tổ đã có chút tiếng tăm trong đương thế hiện nay. Lực mạnh công kích, độ phức tạp của thủ pháp công kích, Diệp Phúc đều chưa từng thấy qua trước đây. Mỗi một tôn thiên đế xuất hiện trong lịch sử đều là những nhân vật kiệt xuất nhất vào thời của họ, có thể bước ra từ cuộc chiến của chư thiên thần vương đế quân đăng cơ thiên đế vào tọa, vốn đã là một thành tựu lớn lao nhất. Bởi vậy, mỗi một vị thiên đế trong bất kỳ cảnh giới nào cũng đều là sự tồn tại vô địch, vu tổ vô địch, thần vương vô địch, đế tuân, đế quân vô địch, không có đối thủ. Mà Thương Thiên Đế Tôn chính là người xuất sắc nhất vào thời đại của hắn. Cho dù là đế khốc thần vương, một nhân vật nghịch thiên, cũng phải nuốt hận dưới tay của hắn. Chỉ còn cách sắp xếp người kế vị cho mấy chục vạn năm sau bồi dưỡng đế tuệ. Diệp Phúc đối diện với sự vây công của đám tám tôn đại đế đạo vận phân thân, tế khởi ngọc thụ nguyên thần trên đỉnh đầu treo giữa không trung, căn tu bay múa phá tan công kích của từng tôn phân thân, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Đồng thời quanh người của hắn xuất hiện đủ loại ấn pháp, thái cực, vô cực, huyền thai, xích minh, hoàng nhai, từng đạo ấn pháp lần lượt tuôn ra công kích về phía vây công của Thương Thiên Đế Tôn phân thân. Lại một đạo phân thân của Thương Thiên Đế Tôn nữa bị hắn dùng Thái An Hoàng Nhai ấn đánh vỡ đầu, ngay sau đó lại bị Thạch Ma Địa Ngục nghiền nát. Lại có một đạo phân thân bị Tiến Đao Địa Ngục cắt ra làm đôi, liền đó Xích Minh ấn hạ xuống, hóa ra thiên hỏa thế giới đốt thành tro bụi. Luân Hồi Thiên Môn đâm tới, một tôn thiên đế phân thân khác bị nghiền nát ngay tại chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là đạo vận phân thân của thiên đế gặp phải Diệp Phúc đang gần tiếp cận cảnh giới vu tổ, cũng không thể chịu nổi một kích bị Diệp Phúc lần lượt đánh vỡ, chỉ trong nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Có điều, kiểu đế đồ hiển nhiên là một bộ bảo vật cực kỳ kỳ diệu, không ngừng hấp thu mảnh vỡ của đạo vận. Trên tranh lại xuất hiện từng tôn phân thân của Thương Thiên Đế Tôn, liên tiếp không ngừng bước ra, tiếp tục vây công Diệp Phúc. Tên tiểu tử này không ngờ lại mạnh như vậy, ta không tin hắn lại có thể mạnh hơn ta, mạnh hơn con trai thiên đế được. Đế tử Thương vừa sợ vừa giận. Cửu đế đồ chính là tổ binh do Thương Thiên Đế Tôn đích thân chế luyện khi còn ở cảnh giới vu tổ, phong ấn 9 tôn phân thân của mình trong kỳ vu tổ cửu đại cảnh giới. Mỗi tôn lại mạnh hơn một tôn, nhưng cho dù là những tôn phân thân mạnh như vậy cũng không thể chịu nổi một kích của Diệp Húc, liên tiếp bị hắn đánh vỡ, tiêu diệt hoàn toàn, khiến cho uy năng của cửu đế đồ bị hao tổn lớn. Trong nháy mắt, 8 tôn vu tổ phân thân của Thương Thiên Đế Tôn đã bị Diệp Húc diệt sạch, thậm chí ngay cả phân thân của vu tổ bát phẩm cảnh giới cũng không thể đỡ được mấy chiêu, liền bị Diệp Húc đánh thành cặn bã. Phân thân mạnh nhất của Đế Tôn, ra đây cho ta. Đế tử Thương cắn vào lưỡi, há miệng phun ra một ngụm máu lên cửu đế đồ. Chỉ thấy thân hình của một tôn phân thân cuối cùng trong cửu đế đồ lắc lư, được hắn thôi động hoàn toàn, từ trong tranh bước ra ngoài. Đây là một tôn phân thân của Thương Thiên Đế Tôn trong thời kỳ đỉnh cao vũ tổ, chỉ xếp dưới thần vương, mạnh mẽ vô cùng. Vừa mới bước ra ngoài, liền kéo theo một áp lực vô biên ép về phía Diệp Húc, khiến cho hắn sởn tóc gáy, giống như khi phải đối mặt với bậc vu tổ như Thanh Huyền Lão Tổ vậy. Thực lực của Thanh Huyền Lão Tổ đã tiếp cận thần vương, có thể thấy tôn vu tổ đạo vận phân thân này của Thương Thiên Đế Tôn đáng sợ đến nhường nào. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một bộ tổ binh mạnh đến mức này có thể phát huy chiến lực của đỉnh cao vu tổ. Tôn phân thân này của Thương Thiên Đế Tôn vừa mới xuất hiện, đột nhiên chỉ thấy một tôn ma thần đầu đội trời chân đạp đất thình lình chặn trước mặt của hắn. Ba cái đầu cùng giống lên, 8 cánh tay khua múa, không biết bao nhiêu nắm đấm đồng thời công kích về phía tôn đạo vận phân thân này. Đế tử Thương, lúc nãy ta chỉ nói ta dùng toàn bộ tu vi, chứ không nói ta đã dốc hết toàn lực. Diệp Húc ca cười lớn, thần thái vi dương, điều khiển tôn thân ngoại hóa thân Si Thiên Ma Tổ công kích về hướng tôn phân thân mạnh nhất của Đế Tôn, điên cuồng như vũ bão, khiến cho tôn phân thân này bị đánh đến mức không kịp trở tay. Đồng thời, trên đỉnh đầu của hắn đột ngột xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Đấu, tỏa sáng vạn trượng. Từng đạo kim quang sắc bén như đao kiếm không ngừng quét xuống, lột bỏ đạo vận quanh người tôn phân thân này. Tôn phân thân mạnh nhất của Thương Thiên Đế Tôn vừa mới xuất hiện liền đã lâm vào nguy hiểm. Si Thiên Ma Tổ chính là một thần ma,
ngang sức với hắn. Sức mạnh, sức nhanh của công kích khiến người ta không nhìn kịp. Cho dù là tôn đạo vận phân thân mạnh nhất của thiên đế cũng khó mà ứng phó lại. Hỗn nguyên kim đấu lại là thần binh do huyền thiên đại đế đúc tạo, lại được thiên hậu vị đại cao thủ này luyện chế lại từ đầu, tăng thêm lực mạnh phong ấn, hiệu dụng vô cùng. Kim quang quét xuống, không ngừng lật bỏ từng sợi đạo vận thô chắc của thương thiên đế tôn đạo vận phân thân, đánh cho tu vi của hắn không ngừng bị suy yếu. Diệp Húc đến lúc này đã dốc toàn lực ra tay, còn phải đối mặt với công kích của 8 tôn phân thân khác. Ngọc Thụ, Đạo Môn, Ma Tổ, Kim Đấu tung bay khắp nơi. Không trung nhãn hải giống như một nồi nước sôi lật ngược. Hà quang mây tía, ma khí kim quang cuồn cuộn phun ra ngoài, đánh nát hư không. Đủ loại âm thanh nhức óc phát ra. Phật âm, ma âm, tiên âm, thiên âm cùng với tiếng giống giận gào thét, tiếng nổ va chạm vang khắp bốn bề. Từng tôn đạo vận phân thân của thương thiên đế tôn lần lượt tan vỡ. Những tôn bước ra từ cửu đế đồ cũng càng lúc càng yếu, càng lúc càng không chịu nổi một kích. Tôn đạo vận phân thân mạnh nhất của thiên đế cuối cùng cũng không thể chịu đựng vây công của Si Thiên Ma Tổ cùng Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hắn đã bị Kim Đấu tiêu trừ mất phân nửa tu vi, liền đó lại bị 8 cánh tay của Si Thiên Ma Tổ tóm lấy, xé ra thành 5-6 mảnh. Kim Đấu lập tức quét xuống, đem vô số đạo vận này hút hết vào bên trong. Cửu đế đồ, bộ tổ binh do thiên đế chế luyện vào thời kỳ cảnh giới vũ tổ này, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của Diệp Húc. Âm ầm một tiếng liền vỡ tan, hóa thành vô số mảnh giấy vụn tung bay dập trời. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 193 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 194.